giờ tôi sẽ lấy cái gì để tôi cầm nó lại. Bây giờ vợ mình đang dụ nó vô á mọi người. Trời bữa nay mưa rất là lớn luôn mà nó không có chịu vô. Nãy giờ dụ nó vô mà nó không chịu vô, vợ mình ẵm nó vô luôn kìa. Nó rất là nặng luôn á. Rồi nhìn mặt nó kìa. Mọi người nhìn mặt nó kìa, nhìn nó già lắm mọi người. Chó đen nhà mình nó thấy lạ cho nên nó ra riết à. Nó dầm mưa ra luôn, nó không dám vô. Nãy giờ dụ mấy lần luôn mà nó chạy ra hai lần rồi. Dụ vô cái chạy ra, dụ vô cái chạy ra. Nó sợ. Mà vợ mình thì thấy sợ nó ướt rồi nó lạnh nó chết, tại vì nó già rồi. Mình thì ở đây đang ẵm em bé nhỏ thằng dây dây nè. Đâu có ra được mọi người, đâu có giúp vợ mình được. Nên vợ mình đem cái tấm lót của em bé mọi người ra che cho nó, cho nó đỡ ướt rồi ẵm nó vô mà nó không chịu vô. Trời mưa lớn như vậy không biết mình nói mọi người nghe không. Mưa rất là lớn luôn mọi người à, nước chảy nè à, nước chảy quá chừng luôn. Nước chảy đầy nghẹt luôn. Có mọi người thấy mình mua không? Rồi nó đi đâu rồi? Vô nhà tắm đỡ cũng được nữa. Nhà tắm nó đâu có làm gì đâu, đâu còn tắm nữa đâu. Vô nhà tắm đục đi. Đó mọi người, vợ mình cho nó vô nhà tắm rồi kìa. Cái nhà tắm đó là nhà tắm cũ á mọi người. Bây giờ không còn tắm ngay đó nữa, cho nên đưa nó vô đó đục. Khỏe rồi, đưa nó vô đó là khỏe rồi.
giờ ra lấy cái dù vô. Nãy vợ mình là che cái dù cho nó. Mới đưa được nó vô đây mọi người. Dẹp cái em. Đen của mình. Tới cái hao này là của mày nha. Ở đây đi. Tao nuôi mày đàng hoàng.